biết ngày nào anh cũng đua tắm đến trường ta phải nèo đường quê hương em không muốn đêm còn đủ non nữa chạy bùng lên đường cương quyết mà không không xin. Xin chào các anh chị em. Mi Thảo, hello. Thanh Thanh Nga, xin chào. Anh em ơi, xin hãy làm anh đuôi. Lân Nguyễn, hello. Hoàng Thanh Nga, xin chào. Iris Nguyễn, hello. Nam Nguyễn, hello, xin chào. Nam Giang, hello. Hai Thanh, xin chào. Nguyễn Đình Phong, hello. À, theo em thì phải làm thế nào hả? Vậy bạn có cái tấm lòng yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu đất nước không? Giao Bà Rịa, hello. Hồng Phan, hello. John Farm, hello. John Farm gửi lời hello tới tất cả các anh chị em trong Facebook nha. Phong Loan Trần, hello. Dương Chí Thọ, xin chào. Hải Nguyễn, xin chào. Cảm ơn là tại vì em đọc mấy cái comment rồi, bây giờ thành ra phải sửa lại. Cảm ơn đã góp ý cho em. Đại Tính, xin chào. Cô Vang, hello. Kakaroto, hello. Dương Chí Thọ, xin chào. Trần Phú Cường, hello. Cái Hòa Phạm, hello. Hi Dương, hello. Trần Nhi Lê, xin chào. Sao Nguyên, hello. Khai Chí, hello. Tình yêu tìm lại, xin chào. Đại Tính, hello. Nguyên Bình, xin chào. Cường Eric Quốc Nguyễn, hello. Hiền Hậu Nguyễn, hello. Tương Đan, hello. Vô Thường, xin chào. Bạc Liêu Công Tử, xin chào. Khai Tạ, xin chào. Khai đã nói là chào tới Đại Gia Đình Việt Nam Cộng Hòa. Tự Do, hello. Giang Đỗ, hello. Dân tộc Việt Nam này tiêu rồi, mình vẫn còn hy vọng thì mình cứ tiếp tục hy vọng nha bạn. Nguyễn Đình Phong, xin chào. Biểu tình ông Hòa chắc là không được hả? Vậy mình đổi chứng thực đi. Bữa nay mình phải bàn tới đổi chứng thực nha. Hải Long Mai, em sẽ cố lên, cảm ơn. Phan Thảo Phạm, xin chào. Trương Phạm, chào. Kiên Nhân Châu, BK, hello. Dân tộc Việt không thể nào xem được với cái lũ cộng sản này, thì chúng ta còn một cả một dân tộc lận, chúng ta còn có cơ hội chúng ta tiếp tục đứng lên. Trương Phan, hello. Nguyễn Văn Bính, xin chào. Hùng Trần, hello. Good morning anh Tôn, Ma Bảo Tôn. Khanh Nguyễn, xin chào. Chí Vị, chào. Nguyễn My, chào. Jenny Phan, còn rất nhiều chữ nhật, chúng ta còn một con đường đi rất là xa đó mà sẽ rất là khó khăn. Xin chào tất cả các anh chị em. Bữa nay là quay lại nói chuyện với các anh chị rồi. Tinh thần thì khá hơn. Xin lỗi vì ngày hôm qua rất là cái cảm xúc rất là mạnh khi mà thấy Sài Gòn chúng ta bị chiếm đóng như vậy. Thì chuyện đầu tiên mình muốn nhắc tới là đã từng lên livestream và viết rất là nhiều cái status đó ở trên cái Facebook của mình, là kêu gọi các bạn hãy cẩn thận tài sản của mình ở trong nước. Nhưng mà
Nhất là mình đã từng nhấn mạnh là những cái nhà chính phủ Việt Nam ngày hôm nay đã cạn kiệt ngân khách tiền bạc rồi, không có còn tiền nữa, và họ đã ra rất là nhiều chiêu trò để mà cướp tiền của người dân ở trong nước, và đặc biệt gửi tới những nhà kinh doanh vàng bạc đá quý tư nhân đó, những cái tiệm vàng nhỏ nhỏ đó. Mình đã từng lên tiếng và kêu gọi rất rất là nhiều lần là các bạn hãy giống y như là chuyển những cái thứ mà tiền ngoại tệ lại tiền vàng của mình ra khỏi những cái tiệm đi, rồi với lại để những cái vật buôn bán á, thì để những cái trang sức thôi. Và bây giờ á, thì mình khuyên thêm một câu nữa là chỉ bán ngoại tệ cho những khách nào mà quen thuộc, những cái người mà lạ mặt mà tới mua đồ của mình, mà cái số lượng mà nó mình trong cái lòng của mình có một cái sự nghi ngờ á, thì không bán. Là nhà chính phủ Việt Nam đang ra rất là nhiều sức để mà cướp tài sản của các bạn, đặc biệt là gửi tới những anh chị nào mà buôn bán tư nhân, cửa hàng tư nhân vàng bạc đá quý. Vì đây là một cái tin tức mình mới nhận được khi mà một người em gửi ra từ trong nước, là gia đình của em đã bị qua rồi, và gia đình của em là người bán vàng bạc đá quý. Hai chị Lân, chừng nào chị livestream chị giúp em nói lên việc này giùm, của một gia đình bán tiệm vàng. Ngày hôm trước lũ khỉ cộng sản nó tới, nó bắt chỉ khai ra tờ giấy kiểm kê vàng và ngoại tệ vân vân, chỉ ghi thiếu ba con số 0 thì nó kiếm cớ phạt 15 triệu. Chị mới nói anh cho em mượn lại tờ giấy em ghi lại cho em ghi sót. Nó nói bây giờ ghi vào giấy và ký tên rồi không được sửa lại, và ghép vào tội khai gian tài sản và phạt 15 triệu. Xong chị đó mới cự lại với nó là đang còn đứng ở chỗ này khai mà chưa có xong mà. Thì nó nói bây giờ đóng phạt hay muốn tôi tịch thu giấy kinh doanh. Chị đành phải ngậm ngùi chịu phạt. Em chỉ nhờ chị chuyển lời tới để cảnh báo các tiệm vàng khác, khi kê khai vào giấy nhớ kiểm tra lại coi có thiếu sót gì không, rồi hãy ký tên để tránh cúng cô hồn. Thì đó là lời của một người em đã gửi qua và đã nhờ mình cảnh báo tới, một lần nữa cảnh báo tới những cái tiệm vàng tư nhân vàng bạc đá quý. Các bạn là những con mồi rất là béo bở của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, và đặc biệt là bây giờ nó đã ra những cái chiêu trò sẽ cướp sạch để mà cái hốt giống như là cái đợt cuối cùng này, để cho nó có một cái chuyển biến trong tiền bạc trong nước á. Chuyển biến tiền bạc trong nước không còn xa nữa đâu, các bạn có tin hay không là do các bạn, nhưng mà nhiệm vụ của mình là đã truyền tải được rất là nhiều tin tức ra rồi, mà các bạn vẫn còn thờ ơ với tài sản của mình, hoặc là cố tình thờ ơ để mà giúp tay nuôi cái bọn ăn hại này á, cái bọn cộng sản trong rừng rú nó chui ra, là do các bạn tiếp tay giết hại dân tộc của mình và đời con cháu sau này. Thì các bạn có tin hay không là do các bạn, nhưng mà đây là tin tức mới nhất, và chỉ có ngày hôm qua thôi là cái người chị ở trong nước á, đã bị phạt tới 15 triệu vì không có muốn mất cái tờ giấy kinh doanh của mình. Thì đó là cái lời nhắn tới các bạn ở trong nước. Rồi bây giờ nói tới cái chuyện hiện tại sẽ xảy ra đi. Trong khoảng thời gian tới tháng 4 này, chính phủ Việt Nam sẽ cho nhập muối và trứng từ ở nước ngoài vô nước Việt Nam, hãnh diện chưa? Một cái sự nhục nhã vô cùng. Nước Việt Nam có hơn 3.000 km đường biển. Ngày xưa Lào với lại Campuchia phải nhập muối từ Việt Nam vô mới có ăn. Ngày hôm nay nước Việt Nam phải nhập muối, mà trong đó nước Việt Nam một bờ biển dài hơn 3.000 km. Xin nhắc lại là khi mà mình đang online, các bạn không có gửi message vô nha. Cảm ơn. Ngày hôm nay biển Việt Nam đã độc hại, nhà máy công ty Formosa Hà Tĩnh vẫn tiếp tục xả thải ra. Có một cái tin nữa là nhà mình mới post lên luôn á, là Đảng Cộng sản Việt Nam rất là mị dân, nói là khám xét nhà máy Formosa, những cái chất độc thải khi nào mà nó không còn độc nữa thì mới được thải ra. Chất độc thì là chất độc, không thể nào mà chất độc không còn độc nữa để mà thải ra. Ai tin đây? Các bạn có tin hay không? Không có người nào mà có thể tin được. Thành ra nước Việt Nam ngày hôm nay đã tụt hậu một cách trầm trọng rồi, không có còn đường để đỡ nữa. Các bạn cứ tiếp tục im lặng hay không? Một đất nước Việt Nam có một bờ biển hơn 3.000 km, vậy mà ngày hôm nay phải nhập muối. Có thể là cái muối đó là nó lấy từ đâu? Nó lấy từ những cái biển độc ở Việt Nam, nó đem qua Trung Quốc lại, rồi nó đóng hộp lại, nó gửi lại về trong nước Việt Nam. Các bạn có nghĩ ra điều đó hay không? Còn nữa, một đất nước Việt Nam có một cái nền công nghiệp rất là lớn, 3/4 dân số trong nước Việt Nam là làm trong cái ngành công nghiệp, nhưng mà ngày hôm nay phải nhập trứng vô.
Nhưng mà các bạn có biết trứng mà nhập vô á, mới với cái số lượng lớn như vậy mà cái con số mà được rẻ để những người dân được sống á, để có thể ăn được á, là chỉ có thể từ Trung Quốc mà thôi. Vậy á, cái những cái trứng này á, là những con gà nó được bị có bị bệnh nó bị bệnh flu chưa? Nó bị bệnh cúm gà hay chưa? Các bạn có nghĩ hay không? Một nền công nghiệp như vậy mà ngày hôm nay phải nhập trứng vô trong nước, nhập trứng vào muối, đó là hai một cái sự sỉ nhục, là đã thấy được cái nền kinh tế Việt Nam, đất nước Việt Nam bị tàn phá như thế nào. Thì nói tới nền công nghiệp tự nhiên mình sực nhớ lại, có bạn nào nhắc cho mình nhớ là hồi năm vừa rồi, cách nay khoảng chừng 5-6 tháng thôi chứ không có xa đâu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc á, đã có một cái bài báo Thanh Niên phải không, nói là sẽ đưa nước Việt Nam, nền công nghệ nền nông nghiệp nước Việt Nam lên ngang hàng với tầm quốc tế. Chỉ trong vòng 5-6 tháng thôi, mới đây thôi, các bạn có thể nào nhắc cho mình cái bài báo đó viết hồi lúc nào hay không, và nó ghi như thế nào hay không, đưa nền công nghiệp, nền nông nghiệp nước Việt Nam lên ngang hàng với thế giới, nhưng mà ngày hôm nay phải nhập trứng vô trong nước Việt Nam. Có thể nào cho ông đó một cái bạt tai hay không vậy? Thì các bạn có còn im lặng nữa hay không? Khi mà đất nước ngày hôm nay chúng ta nhập muối, nhập trứng, rồi khi nào chúng ta còn nhập cái gì nữa? Người Việt Nam thì bị xuất khẩu như một cái món hàng, như một con tôm, một con tép vậy đó, đi xuất khẩu lao động. Mình mỗi lần mà mình nhắc tới cái chữ xuất khẩu lao động á, là mình cứ tưởng tượng là con người Việt Nam chúng ta ngày nay thua một con tôm, thua một con tép, phải đi xuất khẩu lao động là nô lệ thế giới. Gái Việt Nam thì đi làm nô lệ tình dục ở những cái nước Đông Nam Á. Đó là tình trạng đất nước ngày hôm nay. Nhưng mà có bao nhiêu người thấy đây, có bao nhiêu người dám lên tiếng? Các bạn Việt Nam, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta không thể nào chấp nhận cho một cái lũ mà rừng rú như vậy trấn áp chúng ta nữa. Chúng ta đã nhịn quá lâu rồi. Phải lên tiếng. Không phải lên tiếng không nữa mà phải hành động. Chúng ta phải hành động đi. Và chúng ta phải đổi chiến thuật. Không thể nào mà biểu tình ôn hòa rồi xuống đường bị người ta đánh đập nữa. Mình không muốn nhìn thấy cảnh các bạn ở trong nước bị đánh đập bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và bọn tay sai Trung Quốc và bọn giặc Trung Quốc tại trong đất nước Việt Nam, mà nhất là tại những cái thành phố lớn, nhất là thành phố Sài Gòn. Mình không còn muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, rất rất là đau lòng. Thì chúng ta phải đổi chiến thuật. Một hồi nữa mình sẽ nói về chiến thuật nha. Bây giờ mình nói tới về con người Việt Nam ngày hôm nay đi. Thì tại vì có thấy có một cái comment cũng rất là thực tế nè. Người Việt Nam á, đi ra ngoài chợ mua đồ hoặc là đi những cái chuyến xe xe ôm đi, cho nó dễ đi, chuyến xe ôm hay chuyến xe xích lô gì đi, những cái người làm rất là cực khổ để mà chạy những chiếc xe ôm hay là những chiếc xích lô hay là mua những cái món hàng rất là nhỏ, chẳng hạn như một cọng hành, một cái tép tỏi đi, thì chúng ta trả giá để mà gây gổ, để mà chửi với nhau vì 1.000 đồng, 2.000 đồng. Nhưng mà chính phủ Việt Nam á tăng thuế xăng lên tới 5.000 đồng một lít xăng thì dân Việt Nam vẫn cúi đầu im lặng. Nó tăng lên như vậy á, có nghĩa là một lít xăng á, là 18.000 đồng mà thuế hết 8.000. Vậy là hết 50% mà người Việt Nam vẫn cúi đầu im lặng. Bị cướp mà không dám lên tiếng, vậy có hèn có nhục hay không? Nhưng mà trong khi đó đi ra ngoài chợ lại phải đấu giá, trả giá với những cái người làm ăn chân thật chất phác vì 1.000 đồng, 2.000 đồng cho những tép hành, tép tỏi hoặc là những chuyến xe ôm hay là những cái chuyến mà đi xe xích lô, những cái người mà làm ăn chân thật chất phát nhất thì bị người dân chèn ép với nhau như vậy. Nhưng mà chính phủ, một cái tập đoàn mà cướp bóc như vậy thì không ai dám lên tiếng. Người dân chúng ta ngày hôm nay đã bị như thế nào rồi? Phải nhìn lại sự thật đi, phải nhìn ra thật sự là mình đã bị cái gì và bị đày đọa như thế nào. Và hãy cùng nhau đoàn kết lại. Chúng ta có một cái lực lượng rất là lớn. Chúng ta phải đánh đổi lại cái cuộc sống này. Không có còn phải để cho cái tụi mà tập đoàn mà cướp nước như vậy, bán dân tộc như vậy mà hành hạ chúng ta nữa. Chúng ta đều là một con người. Con người thì ngang hàng với nhau hết. Một cái con người thì phải có cái sự lên tiếng và có sự phản đối và sự chấp nhận. Nhưng mà mình chấp nhận cái gì, mình biết mình đang làm cái gì, mà mình phải nhìn ra được là mình đang sống với cái chế độ nào, mà mình muốn tiêu diệt nó là mình phải biết được cái đầu óc nó suy nghĩ cái gì, mình phải đặt mình vô trong cái đầu óc của nó rồi mình mới tiêu diệt được nó. Thì nói tới cái đầu óc
Thì mình đã đọc qua một cái bài là các bạn có thể nhớ là một cái livestream mình đã nói là cái tài liệu bí mật mà nhà chính phủ Việt Nam đã làm như thế nào để mà hiểu người dân, để mà nó nắm quyền, rồi nó lên nó nắm quyền cho tới ngày hôm nay đã hơn bao nhiêu thế kỷ rồi, mà bao nhiêu thập kỷ rồi mà nó vẫn còn nắm được quyền người dân ngày hôm nay, là tại vì nó hiểu người dân, mà người dân chúng ta hoàn toàn không hiểu nó nói cái gì. Thì đây là một cái lời mà coi như là một cái ông bí thư cán bộ mang tuyên hứng của huyện nói nha, chứ không phải là người dân bình thường nói, mà cái ông bí thư cán bộ ban tuyên hứng của huyện nói. Thì chúng ta phải, mình sẽ đọc ra cái là câu nói của ông đó, hiểu ba miền Nam Trung Bắc như thế nào, bởi vì nó rất là hiểu người dân mình, và người dân mình đã thua cái sự hiểu biết đó như thế nào. Mình không, mình chỉ biết là nó là cai trị mình, chứ mình không hiểu tại sao nó cai trị mình và nó cai trị mình như thế nào để cho người dân tới tận cùng xã hội như thế ngày hôm nay. Thì nhưng mà đặc biệt là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó hiểu người dân rất là rõ, thì bởi vì nó mới nắm được. Con người Việt Nam mình bị tụi Việt Cộng nó đánh giá những nét đặc trưng của ba miền như sau. Từ chỗ này nên tụi nó xem thường người dân Việt Nam. Miền Bắc có những người điên, trong túi nhiều tiền miệng cứ nói không, suốt ngày cứ chạy lông bông, nói thì như pháo nhưng không làm gì. Nhưng mà có chuyện ly kỳ, nghị quyết kiểu gì nó đọc cũng thông. Hay ghê chưa, là có nghĩa là nó ra một cái nghị quyết gì, dù là cái người nó chạy lông dông nhưng mà nó vẫn biết là nó phải chiếm đoạt người dân như thế nào. Miền Trung có những người tài, nó đi cửa trước nó luồn cửa sau, quanh năm tính chuyện làm giàu, nó chi đúng lúc nó câu đúng người, nghị quyết nó thuộc mười mươi, nó chỉ áp dụng những nơi nó cần. Đúc ló lòn cuối, những cái thứ đó hả, là coi như là nó, người giỏi lắm. Chính phủ Việt Nam hiểu được khi nào nó đàn áp người dân thì nó sẽ lấy được đồng tiền của người dân như thế nào, bị người dân sợ mà. Đúc ló lòn cuối, rồi ai làm giàu, dân thì cứ làm ra đi, chính phủ lấy tiền, vậy thôi. Miền Nam có lắm người tham, nó ăn như đổng là phù đổng đó, nó làm như điên, quanh năm chỉ biết kiếm tiền, mới cưới vợ lớn đã nghỉ liền vợ hai, suốt ngày ngồi nhậu lai rai, chỉ mỗi nghị quyết đọc hoài không thông. Sỉ nhục chưa? Người miền Nam đó chỉ biết kiếm tiền và đầu cúi đầu vô làm là đồng tiền, rồi xong rồi chỉ sau giờ làm tiền thì đi đàn điếm xong rồi sao chui vô quán nhậu. Nhưng mà những cái nghị quyết mà không có đúng quy luật của đất nước, không đúng quy luật của con người, thì không có nhiều người Việt Nam, người miền Nam mình không ai hiểu hết trơn á, do cái Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó viết ra những cái nghị quyết. Mình đã từng nói qua với các bạn rồi, những cái nghị quyết của Đảng Cộng sản viết ra đó, nó viết một lần mười mấy hai chục trang, nhiều lúc tới 40-50 trang lận, mà mình đọc đi đọc lại nó đầy đọ, mình đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, thật ra 40-50 trang đó mình có thể gom được 4 trang thôi, không cần viết tới 40-50 trang vậy đâu. Nhưng mà nó viết tới 40-50 trang đó, nhưng mà mình phải nhờ những cái người mà thông hiểu về Việt Cộng Cộng sản đó, người ta mới hiểu ra được nó viết cái gì. Nhưng mà nó thì hiểu hết, người miền Trung cũng hiểu hết, nhưng mà chỉ có người miền Nam không hiểu thôi. Ok, nói tới nhà máy Formosa đi. Thì 2-3 ngày nay các bạn cũng thấy đó, là bao nhiêu tấm hình lại chụp lên là biển nó bắt đầu nó vẫn đỏ, và đỏ nhiều hơn ngày xưa nữa, mấy tuần trước nữa, thì là tiếp tục biển tiếp tục chết và chết một cách trầm trọng hơn nữa, nó càng ngày nó càng bệnh nặng đi. Thì chúng ta vẫn tiếp tục im lặng và chưa có một cái đài báo nào hay là bất cứ một cái nhà báo nào có lên tiếng là biển bị như thế nào, hoặc là một cái đảng phái môi trường về môi trường nào lên tiếng ở trong nước Việt Nam. Và vẫn nói là cái biển vẫn bình thường. Đâu có bình thường, biển thì nước phải màu xanh chứ tại sao màu đỏ. Chỉ có biển Việt Nam đặc biệt như vậy, phải không? Thì trên thế giới này chỉ có một cái biển Việt Nam là bây giờ hiện tại là nhuộm màu đỏ. Thì người Anh đã nhìn thấy những cái cảnh, những cái tấm hình mà viết về thấy cái biển Việt Nam nó nhuộm màu đỏ như vậy. Thì ngày hôm qua sau khi cái livestream của mình á, anh đã có một cái cảm xúc rất là mạnh. Và khi mà nhìn thấy cái biển Việt Nam nó bị nhuộm đỏ như vậy, anh đã ra một bài thơ ngắn. Thì mình sẽ đọc một bài thơ này rất là đúng với hiện thực của tình hình đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Và hy vọng là chúng ta phải có một cái sự lên tiếng thật là mạnh mẽ hơn. Ngày 8 tháng 3 qua vùng đất chết Formosa, mai anh về lối ấy chẳng còn em, biển đỏ sầu không xanh màu thở trước, chiều trên biển ngày nào ta chung bước, chuyện vui buồn em thỏ thẻ anh nghe, mai anh về biển vắng bóng thuyền ghe,
Bởi biển chết nên cá giờ cũng chết. Bởi biển chết nên trai làng đi hết. Gái làng mình từ đó cũng xa quê. Sớm chài nghèo giờ còn lắm lê thê. Đời cơ cực muối cũng cùng biển chết. Hồn tan vỡ so xác thêm muối biển. Để tim em ngất liệm giữa mù khơi. Mai lối về nghe xa quá chơi vơi. Anh giờ đã xa xứ người nô lệ. Ôi quê hương những tháng ngày dâu bể. Tự do ơi suốt 70 năm trường. Quê mình nghèo ươm thêm nỗi sầu vương. Anh đã gieo bao đau thương tan tóc. Chiều lên biển phủ màu hoang chết chóc. Ai rước về loài quỷ Formosa. Rồi mai đây anh từ nơi xứ lạ về thăm quê thăm biển sớm nghèo xưa. Anh em có còn trên lối cũ năm xưa hay em đã tha hương là đời nô lệ. Do anh Vũ Đăng Khoa viết. Thì đó là khi mà anh nhìn thấy những cái cảnh mà biển nó đã nhuộm màu đỏ như vậy thì anh đã một cái cảm xúc và viết lên cái bài thơ ngắn như vậy. Ngày Chủ nhật tới này thì có rất là nhiều bạn trẻ đã có một cái tinh thần rất là mạnh và tiếp tục xuống đường. Nhưng mà kỳ này thì có một cái sự là nhát hơn là không biết kỳ này bị đánh đập như thế nào. Thì mình nên khuyên là các bạn nên hãy lập nhóm đi. Bây giờ chúng ta ngày hôm qua mình nói tới cái con đường quốc lộ 1 đó. Thì bây giờ mình tập trung vô, mình muốn cần các bạn gom ra khoảng chừng 50 nhóm đi được không? Trong những cái vùng mà ở gần cái đường quốc lộ 1 á, chúng ta phải lập nhóm đi. 50 nhóm, một nhóm khoảng chừng 20 bạn đi. 50 nhóm, 20 bạn. Thì chúng ta phải lập ra đi và rất là giống như là phải chặt chẽ lại và tin tưởng với nhau. Những cái nhóm này là những cái người hàng xóm hay là những cái nhà mà gần sát nhau với nhau trong cái đường quốc lộ 1 á, chúng ta phải lập ra nhóm đi. 2, 4, 6 thì có một cái nhóm, phải có, mình phải ra 10 nhóm, mình chọn 10 khúc đường, mình sẽ đốt phá những cái 10 khúc đó, nó sẽ cho những cái người dân ở trong đứng lên. Những cái thành phố nhỏ, những cái nơi nào chúng ta có thể chặn được xe được á, chúng ta bây giờ không thể nào mà đối diện với lại cái bọn quân nguyên được, mà chúng ta sẽ không có cái gì mà đánh trả lại. Thành là mà mình lại không muốn các bạn bị đánh đập như vậy nữa, thì chúng ta nên đánh du kích đi. Những cái đường con quốc lộ rồi 3, 5, 7, những cái nhóm khác, 10 nhóm khác lập ra, rồi ngày Chủ nhật chúng ta cứ lập ra đi xuống đường vậy đó. Rồi đồng thời kêu gọi những em học sinh sinh viên Việt Nam hãy làm một cái cuộc nổi dậy. Mình không có cần phải nổi dậy đâu, nói lại đi. Chỉ là ngày bây giờ nói là mỗi ngày thường còn phải đi học, ok cũng được. Vậy chiều thứ bảy đó không còn học nữa, các em toàn bộ sinh viên Việt Nam lấy xe chạy ra ngoài đường hết đi, cho nó nghẹt xe hết, cho nó nghẹt đường hết. Và trên những chiếc xe đó chỉ ghi là No Formosa thôi, hay là Formosa cút khỏi Việt Nam, chỉ ghi như vậy thôi. Đi ra ngoài đường đi, toàn bộ từ những cái nẻo đường nào, nếu mà cả triệu em học sinh Việt Nam toàn bộ xuống đường, đi ra ngoài đường và treo những cái bảng hiệu như vậy đó, thì những cái người khác sẽ có một cái lực lượng khác vô tấn công vô những cái đồn công an hay là những cái gì đó. Mình bây giờ phải đánh du kích thôi, không thể nào mà trực diện đối diện với cái bọn quân nguyên mà nó có một cái tập đoàn như vậy. Từ bây giờ mình phải đánh từ giặc nội xâm và giặc ngoại xâm nữa. Chúng ta phải giữ vững cái lực lượng của chúng mình. Không có thể nào mà hả để cho nó đánh lẻ tẻ là mình sẽ là người bị thiệt thòi, chứ không ai bị thiệt thòi đâu. Hiện tại bây giờ hả, cái nhà cầm quyền Việt Nam nó rao quân, nó kiếm những cái người mà nó nghi ngờ á, là nó nghĩ là cái những cái người này có thể đứng đầu, đứng lên lật kêu gọi đồng bào đứng lên lật đổ cái chế độ của nó, thì nó đang cho người đi truy sát những cái người này. Thì các bạn ở trong nước chúng ta có một cái lực lượng rất là đông, dù cái tướng tài, cái tài cỡ nào mà quân lực lượng chúng ta yếu thì cái tướng nó vẫn không có làm được cái gì hết trơn á. Nhưng mà chúng ta không cần người dẫn đầu ngày hôm nay, chúng ta chỉ lập nhóm. Và trong cái nhóm đó chúng ta hội họp lại, mỗi người là một cái leader, một người leader, thì chúng ta phải tự làm ra đi. Và mình kêu gọi các anh chị nếu mà muốn lập vô nhóm thì mấy bạn cứ tiếp tục comment vô nói là mình ở đâu, thì mình sẽ giới thiệu các bạn qua cái Messenger. Nếu mà mình thấy được các bạn có thể tin tưởng được thì mình mới lập nhóm cho các bạn. Còn những cái câu nói hay là những cái gì đó mà mình không có thể tin tưởng được thì mình sẽ không có lập nhóm cho các bạn đâu. Thì các bạn phải lập nhóm ra nói là mình ở vùng nào và nó ở khúc nào thì mình mới có thể lập nhóm dùm cho các bạn được. Thì đó là cái mà mình nói là mình nên đánh du kích, mình không thể nào trực diện được. Mà các bạn là người trong nước, các bạn có thể trực tiếp nhất
làm ra những cái chuyện này. Mình ở bên những nước ngoài thì mình chỉ lên tiếng ủng hộ và truyền những cái tin tức cho các bạn và lập nhóm giùm cho các bạn thôi, vì mình sẽ có rất là nhiều bạn sẽ message cho mình rồi là nói là em muốn lập nhóm, em ở vùng Bình Thuận hay là ở Đồng Nai hoặc là ở Biên Hòa đó, chị có thể kiếm giùm cho em hay không. Thì rất là có nhiều bạn nhắn như vậy rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta muốn lập nhóm như vậy thì các bạn comment vô hoặc là gửi messenger cho mình. Thì mình nếu mà coi những cái người nào mà gần với nhau á thì chúng ta lập nhóm lại với nhau nha. Mình sẽ đọc một cái bài tâm sự, giống như một lời tâm sự của một người chú. Chú này ở bên Pháp và nói về cái kinh nghiệm cuộc sống của mình trước năm 1975 và cuộc thời thời trẻ của mình như thế nào, và giống như một lời kêu gọi, một lời tâm sự và như là một lời kêu gọi vậy đó. Chú viết một cái bài rất là dài và có những cái câu tiếng Pháp ở trong đó nữa, nhưng mà khi mà mình bỏ sửa lại, nhờ một người anh sửa lại và bỏ dấu vô lại đó, thì mình chỉ đọc phần tiếng Việt thôi nha. Một bài viết rất là hay nhưng mà để chia sẻ cùng các anh chị em, nhất là những bạn trẻ trong nước. Thân thương gửi đến cho tuổi trẻ quốc nội và hải ngoại, những ưu tư của một công dân Việt Nam phải tị nạn Cộng sản Việt Nam ở Pháp. Lịch sử thế giới đã chứng minh chủ thuyết Cộng sản không bao giờ mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân loại. Tôi không phải là một chính trị gia, không phải là kinh tế gia, không phải là xã hội học, không phải là một nhà văn, cũng không phải là một sử gia. Nhưng tôi hãnh diện là một công dân Việt Nam yêu chuộng tự do, nhân quyền, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, vân vân. Đã được tuyên bố trên bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ở Palace de Charles tại Paris, Pháp năm 1948. Tại sao tôi hãnh diện là một công dân Việt Nam? Vì tôi đã được may mắn sống ở miền Nam Việt Nam sau khi đất nước Việt Nam bị chia đôi ở giữa vĩ tuyến 17 năm 1954. Miền Bắc theo chủ thuyết Cộng sản tam vô và miền Nam theo chí hướng tự do, nhân quyền. Vâng, tôi được may mắn vì gia đình tôi ở miền Bắc đã di cư vào Nam năm 1954. Lúc đó, tôi mới 6 tuổi và cha mẹ tôi đã lập nghiệp ở Sài Gòn. Tôi đã được hộp gạo miền Nam nuôi dưỡng. Tôi được học hành ở nhà trường và như các bạn đồng lứa tuổi với tôi, được thụ hưởng một nền công nhân giáo dục hoàn hảo, dù ở trường công nhân, trường công hay trường tư. Và từ tuổi ấu thơ tới tuổi trưởng thành, tuổi trẻ ở miền Nam Việt Nam đều được có một hành trang kiến thức tổng quát, được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đi du học để hấp thụ những tinh hoa của xứ người, rồi trở về đóng góp cho một Việt Nam hưng thịnh trên mọi phương diện. Mặc dù miền Nam Việt Nam đang ở trong cuộc nội chiến đẫm máu giữa hai ý thức hệ, mà đa số sinh viên du học về nước thường gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn có biết Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông không? Rất dễ hiểu. Vì miền Nam Việt Nam là một quốc gia hưng thịnh mà nhiều nước bạn ở Đông Nam Á đều rất thèm thuồng, nhưng không sao mà sánh bằng được miền Nam Việt Nam. Chúng tôi, tuổi trẻ miền Nam của những thập niên năm 1954 đến năm 1975, xin hỏi tuổi trẻ ở miền Bắc có được hưởng được mọi quyền lợi giống như tuổi trẻ ở miền Nam không? Ngày nay, chúng ta đang sống ở năm 2017, năm Đinh Dậu, đã bước vào thế kỷ 21. Chúng tôi đều ngoài lục tuần. Vậy xin hỏi, sau ngày 30 tháng 4, 1975, Cộng sản Bắc Việt chà đạp Hiệp định Paris năm 1973 và cưỡng chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt đã mang lại gì cho dân tộc Việt Nam? Xin hỏi tuổi trẻ Việt Nam, ở quốc nội ngày hôm nay, năm 2017, có sánh bằng tuổi trẻ của chúng tôi được đầy đủ hành trang để ngẩng đầu hãnh diện với thế giới tự do, nhân quyền, văn minh hay không? Các bạn tuổi trẻ thân thương, tôi hiểu được những suy tư của các bạn cho chính bản thân mình và tương lai mình thật sự không có ngày mai. Vì các bạn là nạn nhân của một nước Cộng sản Việt Nam, họ áp bức bằng tuyên truyền, láo khoét và họng súng sẵn sàng thủ tiêu những thành phần chống lại nhà nước Cộng sản Việt Nam. Các bạn đều biết là bao nhiêu nước Cộng sản Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ vì người dân không chấp nhận một thủ thuyết tàn bạo Cộng sản. Các bạn tuổi trẻ quốc nội, có hiểu tại sao chúng tôi tranh đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho một đất nước Việt Nam có tự do, nhân quyền không? Mặc dù phải đối diện biết bao thử thách nghiệt ngã,
Nhưng sự phản bội và bôi nhọ danh dự của những người đấu tranh do những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ở hải ngoại theo nghị quyết 36 của bác và đảng không? Lý do là vì cho thế hệ tuổi trẻ các bạn và vì cho tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại có một Việt Nam hùng cường, tự do, dân chủ, nhân quyền, thực sự mà quyền làm người được tôn trọng. Tôi chỉ là một công nhân Việt Nam như mọi người Việt Nam đều cùng chung một lập trường, Việt Nam phải có tự do, nhân quyền. Vậy tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm nay ở toàn quốc nghĩ sao về tương lai của các bạn? Câu trả lời là tùy thuộc vào các bạn có muốn thật sự có một tương lai tươi sáng, được thế giới kính nể, hay các bạn sẽ trở thành nô lệ ngàn năm cho giặc ngoại xâm Tàu Cộng, đồng lõa với bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Tôi tin tưởng hoàn toàn ở các bạn tuổi trẻ Việt Nam có dòng máu lạc hồng kiên cường sẽ tiếp nối ngày 5 tháng 3 2017, sẽ lật một trang sử mới cho Việt Nam, chứ không phải quấn khăn tang để hơn một thế kỷ. Tập đoàn Cộng sản Việt Nam buôn dân bán nước và giặc ngoại xâm phương Bắc Tàu Cộng đã bước vào Sài Gòn ngày 5 tháng 3, 2017. Chắc chắn, miền Nam Việt Nam sẽ không chấp nhận và không lùi bước. Chúng ta, toàn dân Việt Nam, giờ phút linh thiêng, tiếng trống diên hồng vang dội, quyết chiến cho đất nước Việt Nam có tự do, nhân quyền, vì ngày Quốc hận 30 tháng 4 2017, toàn dân Việt Nam, ba miền Nam, Trung, Bắc phải cho thế giới thấy dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất, làm nên lịch sử cho thế hệ mai sau hãnh diện. Tôi là một công nhân Việt Nam được kính phục trước toàn thế giới tự do. Đó là một bài viết rất là hay của một người chú ở sống ở bên Pháp, và giống như một lời tâm sự và gửi tới các bạn trẻ trong nước để động viên tinh thần. Và chúng ta có một cái dòng máu rất là kiên cường, bất khuất, và chúng ta phải tiếp tục đứng lên dù con đường nó rất là gian nan, rất là cực khổ. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta tiếp tục im lặng thì cái con đường gian nan cực khổ đó sẽ bị nhắm tắt đi, và chúng ta sẽ là kiếp nô lệ. Xin đồng bào trong nước, xin các anh chị em trong nước hãy cùng nhau giữ vững lập trường, và chúng ta phải giữ lửa. Cái cơn lửa này phải tiếp tục cháy và cháy càng ngày càng mạnh lên, không thể nào mà dập tắt được. Không có thể nào cho một cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam, một cái tập đoàn buôn dân bán nước như vậy mà dập tắt ngọn lửa tình yêu thương dân tộc, tình yêu thương đất nước của chúng ta. Nhất là các bạn ở miền Nam Việt Nam, chúng ta vẫn còn có một cái hy vọng rất là cao so với những cái vùng khác. Nhất là ở miền Bắc thì coi như là mình đã không có còn dám nhắc tới nữa, là tại vì chúng ta cái cơ hội nó quá thấp. Nó thấp tới mức độ mà mình không có thể nào mà tưởng tượng được là cái ngày 5 tháng 3 là nhìn ra ngoài miền Bắc á, hầu như là nó yên lặng hơn bao giờ hết. Nó giống như là một ngày rất là bình thường. Nhưng mà trong khi đó ở Sài Gòn chúng ta đã bị đàn áp như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta phải tiếp tục đứng lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Formosa tiếp tục hoạt động, thần chết càng đến gần các bạn. Muối và nước mắm đã nhiễm độc, ung thư sẽ tràn lan ở mọi nơi. Người dân cả nước hãy tiếp sức cho người dân Hà Tĩnh đuổi cổ thằng giặc Formosa ra khỏi Việt Nam. Bây giờ là toàn dân toàn nước. Chúng đừng có nói là có nhiều bạn nói là không có đụng chạm tới mình. Cái đó chỉ là ở ngoài miền Trung, ở trong vùng này thì nó rất là tốt, nó rất là an lành, không có bị cái gì hết trơn. Nếu có bị hay là bị cái gì đó ở ngoài miền Trung thôi. Các bạn đã làm, đã vô tới chén cơm nhà mọi người rồi đó. Muối, nước mắm, trứng gà ngày hôm nay phải nhập từ nước khác vô, các bạn phải bỏ tiền ra mua. Ngày xưa chúng ta hả, ngày xưa mới nhớ một lần rất là nhỏ nhỏ lắm, bà nội chở đi đi chùa rồi đi đi về hướng Phan Thiết đó, mình đi từ xa thôi đã thấy những cái đồi núi muối biển nó trắng hết những cái vùng đó đó. Thì các bạn nghĩ đi, những cái đồi núi biển đó ngày hôm nay còn hay không? Đã mất. Thì cái những cái bây giờ mình nhập vô á thì mình phải mua giá cao hơn. Nhưng mà mình nhập vô như vậy thì những cái đồ đó mình ăn, mình có cả bảo đảm được là nó từ một cái chỗ mà nó được an toàn hay không? Không ai biết, không ai trả lời được. Có thể là những cái muối độc hại đó từ Việt Nam truyền ra và bây giờ đóng hộp rồi bỏ lại người Việt Nam, bắt người Việt Nam phải mua những cái giá tiền cao hơn. Bị nó là hàng nhập vô mà thì nó sẽ tính tiền cao hơn. Các bạn nói là cứ mỗi tuần đồng loạt biểu tình khắp ba miền, Cộng sản rất lo sợ. Chi phí cho đám công an đàn áp biểu tình rất tốn kém, trong khi ngân sách ngân hàng Việt Nam cạn kiệt, nợ nước ngoài không thể trả.
tương lai nước Việt Nam sẽ đang tối, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ một ngày xa. Nói tới là ngày biểu tình và nước cộng sản Việt Nam sẽ chia ra nhiều như thế nào, thì có một bạn nhắn vô á, nói là có một bạn nói là có một cái danh sách gì đây, danh sách của những người thì có một anh nhắn vô là người Việt Nam mình đừng có sợ hãi nữa và hãy tiếp tục biểu tình bằng mọi cách, như là mình đã nói rồi, con đường quốc lộ 1 là cái khu tránh đi, mình phải tập trung nhau chặn những con đường đó và đốt phá để cho cái con đường nó bị kẹt. Thì khi mà cái lực lượng công an hay là lực lượng Trung Quốc bây giờ đó là nó đang đàn áp người Việt của mình, thì cho nó ra, nó phá những cái nó chặn lại những cái con đường quốc lộ 1, khi mà chúng ta phá đi thì những anh chị em khác sẽ biểu tình ở trong thành phố. Thì đó là cách chúng ta phải đánh hai phía với nhau và nhiều phía, những cái góc hẻm đường nào, những cái con đường nào ở miền Nam Việt Nam chúng ta cũng có thể lên tiếng được. Vì những cái con đường lớn nhỏ vô Sài Gòn nhất ôm. Nói tới đây thì mình sẽ nhớ lại Tân Sân Bay, Tân Sơn Nhất cũng là một cái điểm rất là hay đó. Thì cái chỗ đó là nó không thể nào nó cấm đường ra vô được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là một ngày ra vô có bao nhiêu người nước ngoài ra vô nước Việt Nam. Thì mình cầm những cái bảng hiệu á, cái banners, mình phải ghi thật là rõ. Và một nhóm anh chị em đứng ở đó phải rất là đông thì mới lên được cái tiếng lớn hơn, vang dội ra hơn, và người nước ngoài sẽ để ý nhiều hơn. Thì đó là một cái nơi cũng rất là hay. Còn đồng thời có nhiều bạn nói là đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, khu nào mà có nhiều người nước ngoài ở, khu phố Ba Lô gì đó, thì hãy tập trung ở đó nữa. Là tại vì người nước ngoài sẽ không có thích nhìn thấy những ai mà đánh đập những người phụ nữ hay là đánh đập đàn áp người dân của mình, họ sẽ lên tiếng và họ sẽ chụp hình và quay phim. Nhưng mà nên nhớ là những cái ngày như ngày Chủ nhật hay là ngày cuối tuần á, thì những cái nơi đó đó thì người nước ngoài họ cuối tuần họ ở trong nhà, họ nhiều lúc họ nhậu nhẹt rồi họ ngủ rồi, họ không có ra ngoài đường nhiều. Thành ra chúng ta nên làm mỗi ngày đi, mỗi ngày, nhất là con đường quốc lộ 1 chúng ta phá mỗi ngày, chúng ta phải tập trung vô cái đó mỗi ngày đi, thì những cái chỗ nhỏ nhỏ ở trong người ta mới làm được. Bởi vì nó tập trung vô trong thành phố thì bây giờ mình phải chia ra hết, mình không có tập trung vô chỗ nào hết và không báo cho người nào biết là giờ phút nào mình làm hay là mình làm cái gì. Những cái nhóm của mình bây giờ mình phải đánh du kích, những cái nhóm của mình phải tập hợp lại và liên lạc với nhau và phát ra cùng một lúc. Mà nếu mà mình có 100 nhóm đi, bảo đảm các bạn sẽ thành công. Nếu mà chúng ta tiếp tục làm như vậy trong vòng vài tháng thì chúng ta sẽ thành công đó. Em ơi, dân miền Nam giờ nó ngu ngục lắm hả? Nhưng mà mình cũng còn rất là nhiều anh chị em có một cái sức đấu tranh rất là cao và lòng yêu nước cũng rất là cao, thì mình cũng tiếp tục hy vọng nha. Hải Nguyễn nói là lửa đã nhóm lên rồi, sẽ cháy bừng lên nếu các bạn tiếp tục. Chúng ta tiếp tục, chúng ta không thể mà lùi bước được. Nếu mà chúng ta lùi bước có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận diệt vong, chấp nhận mất nước, chấp nhận bị đàn áp. Đời con cháu chúng ta sau này sẽ bị làm nô lệ. Các bậc cha mẹ có chấp nhận như vậy hay không? Có muốn con cháu của mình phải cúi đầu trên đất nước Việt Nam, diệt vong tại trên đất nước Việt Nam mình, làm nô lệ trên đất nước Việt Nam hay không? Nói tới đây mình sực nhớ lại ngày hôm qua mình có nhận được hai cái message của hai người bạn trẻ. Một người ở Bình Thạnh á, một người em ở Bình Thạnh, phải nói là rất là dễ thương. Nhắn vô là cô ơi, con coi rất là nhiều cái video clip của cô rồi, nhưng mà con rất là sợ vì con nói với cha mẹ của con á, thì cha mẹ của con nói không được nói cái gì hết. Nói ra là cái gì đó thì coi như là em vừa mới mở miệng ra nói là bị cha mẹ chặn lại liền, không có cho nói. Em nhắn vô là nhưng mà con sợ lắm, con không có muốn sống làm kiếp nô lệ, hay là con muốn này nọ, con muốn sau này lớn lên con sẽ làm mà. Em nói là muốn làm cái nghề gì á, nhưng mà tại viết tắt nhiều quá mình không có hiểu được những cái chữ đó hết. Những bậc cha mẹ thấy con mình lên tiếng hay không, đang kêu gào để mà đòi lại sự sống đó. Nhưng mà những bậc cha mẹ ngày hôm nay, chính những bậc cha mẹ đã đưa con mình tới con đường cùng,
không có cho con mình lên tiếng và cũng không lên tiếng cho con của mình nữa. Thì con mình, con của mấy anh chị đang kêu gào lên đó. Nhưng mà xin lỗi con nha, cha mẹ của các con á là đã đưa các con vô con đường cùng, tận cùng của xã hội, làm kiếp nô lệ chứ không phải là cô đâu. Dù con có kêu gào cô tới cỡ nào đi nữa thì cô cũng không có thể nào giúp các con được. Thì nên nói chuyện với cha mẹ của mình đi. Thì những cái em trẻ đó đã nói như vậy. Rồi một người em trẻ khác, năm nay 16 tuổi, sống ở Phú Nhuận. Phú Nhuận nói là em biết được qua những cái video clip của chị và thích coi chị, là tại vì thích nhìn thấy chị cười. Cảm rất là cảm ơn em. Nhưng mà em cố tình đi vòng vòng tuyên truyền cho tất cả các bạn khác, nhưng mà rất là khó vì ai cũng thờ ơ hết. Em càng đi thì người ta chỉ có phán ra hai chữ là phản động. Vậy thì mình xin góp ý kiến như vậy. Những cái em học sinh á, không có cần phải đi tuyên truyền từng người đâu. Sức của các em không có đủ. Vì một cái số người rất là lớn họ vẫn còn thờ ơ cái đất nước ngày hôm nay, thậm chí cha mẹ còn thờ ơ, thì những bạn trẻ thì có hiểu được cái bao nhiêu, không có ai hiểu được nhiều hết trơn á. Vậy ngày hôm nay các bạn đừng có đi vòng vòng mà tiên như vậy nữa, rất là tốn sức. Các em hãy làm ra những cái, bây giờ mình đi dục lùi đi, thời buổi này mình có internet, có những cái trang mạng rất là lớn như vậy mà mình không làm được thì bây giờ mình đi dục lùi đi, một cái chuyện rất là vô lý phải không? In ra những cái tờ đơn hay là những cái tờ giấy memo đó, viết ra đi, in hình cá chết và viết ra những cái khẩu hiệu ở trong đó, những cái slogan á, những cái gì mà ngắn gọn dễ hiểu và giải thích cho người dân biết là đất nước Việt Nam ngày hôm nay như thế nào. Các em phải in ra rất là nhiều đi, lén, mình nói là mình đánh du kích mà, lén, để những chỗ, những cái trường học mà những em học sinh có thể lấy được, có thể thấy được, hoặc là lén để trong những cái học tủ của những trường học đó, cho mỗi học sinh đều có thể có cơ hội thấy được những cái gì em muốn nói. Rồi chúng ta có những cái nhiều bạn khác thấy được, rồi những cái tờ giấy, tờ đơn đó sẽ đi khắp những cái thành phố, những cái khắp những cái nẻo đường. Rồi những cái vùng quê các bạn nói là không có người, không có thấy được nữa đó. Thì chúng ta phải viết ra những cái đó đi, không cần nói. Tối mà mọi người đã đóng cửa ngủ rồi đó, chúng ta lại dán trước cửa nhà. Mỗi gia đình dán ngày hôm nay một tờ, ngày hôm sau cho tới một tuần sau thì sẽ có người vô đầu, sẽ có người nhận thức được và họ sẽ bàn tán cái vụ đó càng ngày càng cao ra hơn nữa. Họ thấy ô, cái người này có nhận được hay không, người kia có nhận được hay không, thì họ sẽ bàn tán với nhau và họ sẽ tự tìm hiểu với nhau. Chứ bây giờ một người mình không có thể nào có nhiều sức để mà lan tràn ra cho mấy bao nhiêu triệu dân như vậy. Thì chúng ta cứ làm như vậy đi, các bạn phải chịu khó đi. Bây giờ chúng ta đang con đường rất là gian nan đó, thì chúng ta phải tiếp tục mà làm, đừng có ngưng lại nữa. Chúng ta phải làm thật là mạnh mẽ hơn. Có người nói là mình cần thông tin và danh sách của những tên công an hành hung người biểu tình. Chúng ta cần đáp trả lại công an để đốt lửa cho đồng bào trong nước. Các bạn nào có cái danh sách của những cái tên công an mà đàn áp người biểu tình á, thì hãy gửi cho mình nha, mình sẽ post lên. Có hình càng tốt, có hình và địa chỉ những cái nơi mà những cái gia đình công an mà đàn áp ngày biểu tình ngày 5 tháng 3 đó, các bạn cứ gửi cho mình. Có hình, địa chỉ và nơi sinh sống, gia đình của họ, để mình post lên cho các anh chị em ra tay, thì đồng bào mới có một cái lòng tin đứng lên hơn. Ngày 5 tháng 3 ngoài Hà Nội biểu tình đông lắm hả? Vậy mình chưa có thấy cái video clip đó, có thể là mình đã miss cái đó rồi. Cầu Quốc Hận 30 tháng 4 hả? Cầu Quốc Hận 30 tháng 4 mình không có nói sai đâu. Cái đó là do một cái bài viết của một người chú viết vô, chứ mình không phải là do cái câu nói của mình nha. Còn nếu mà bạn nói là ngày Quốc Hận 30 tháng 4 hả, thì chỗ nào sai thì bạn cứ nói ra đi. Không có thể nào mà nói là đa phần chúng, nhưng mà chỉ có một phần Quốc Hận 30 tháng 4. Vậy cái 30 tháng 4 đất nước Việt Nam, ở cho chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ ăn mừng, bạn nói cái đó là đúng hay là sai? Tôi có một câu nói rất hay. Khi tôi đặt chân đến trường học ở Canada, you don't know how can you do, you don't know you can do until you try. Các bạn trẻ Việt Nam hãy đứng lên và try đến khi nào chúng ta thành công. Có nghĩa là các bạn, nếu mà chúng ta không có thử thì chúng ta không có biết là chúng ta sẽ thành công như thế nào. Tiếp tục đứng lên, và khi nào chúng ta, nếu mà chúng ta càng tiếp tục thử thì chúng ta sẽ nhận được là sự thành công sẽ đến như thế nào.
Bây giờ chúng nó buộc người dân phải ăn uống chất độc qua việc dân phải dùng muối và trứng từ nước ngoài, mà nước ngoài đó là đài Trung Quốc. Nếu mọi người không đấu tranh vì thì tinh tư thần đang đến gần. Nếu mọi người không đấu tranh thì tử thần đang đến gần các bạn và thế hệ sau. Ngày biểu tình nó phải kéo dài liên tục thì mới giành lại được đất nước. Có người đã lên tiếng như vậy. Cái này một người nói rất là hay nè. Đất nước Việt Nam của chúng ta là một nền nông nghiệp, công nghiệp. Mà ngày hôm nay một cái bờ biển dài hơn 3.000 km. Vậy mà muối, trứng, gạo Việt Nam mình ngày hôm nay phải nhập vô. Trong khi đó ngày xưa là mình chỉ làm ra, bây giờ mình nhập vô. Hỏi Việt Nam còn gì nữa mà còn im lặng. Cách chạy xe máy ghi biểu ngữ phản đối Formosa là khả thi, không sợ bị đàn áp nha các anh chị em. Nếu mà đã đi biểu ngữ cho những cái chuyến chạy xe như vậy á, thì 50 người cũng không có đủ đâu. Mình cần một cái lực lượng rất là đông, là cho 1.000 người đi. Nếu mà chạy những chiếc xe như vậy toàn trong những cái thành phố đó, trong những cái đường thành phố đó, thì mình cần 1.000 người, 2.000 người thì mới làm đủ mạnh. Chứ chỉ có 1-2 người á, 50 người hay là 20 người là không đủ mạnh đâu. 1.000 người, 2.000 người đi thì cái đó sẽ là một cái để ý cho mọi người xung quanh. Chứ mà chỉ có 2-3 chục em là coi như là cũng què thôi. Mình sẽ ngưng cuộc nói chuyện ở đây ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Và hy vọng là các bạn phải gửi cho mình là các bạn đang ở đâu để mình lập nhóm cho các bạn nha. Hiện tại thì chúng ta đang cần ít nhất là 100 nhóm đó. Mà 100 nhóm, một nhóm ít nhất là khoảng chừng 10 cho tới 30 em đi. Thì chúng ta sẽ có một cái cuộc đứng lên mạnh khác, và cái chiều hướng chúng ta đi khác với nhau. Và chúng các bạn cứ gửi Messenger cho mình nha. Xin chào các bạn và hẹn các bạn gặp vào một dịp khác. Bye bye.